Trước khi bắt đầu video thì mình sẽ phải xin phép là đây không phải là một video đánh giá chi tiết về Samsung Galaxy Buds Pro, bởi vì sản phẩm này mình mượn rất là nhanh và mình muốn có một vài cái chia sẻ sớm với anh em. Thế cho nên là mình sẽ chỉ chia sẻ một vài ý chính về chiếc tai nghe này mà thôi. Hiện tại nếu các bạn có quan tâm tới chiếc Samsung Galaxy Buds Pro thì Samsung đang có chương trình cho đặt trước giảm giá 20% thông qua Galaxy GIFT, và cũng như là các bạn sẽ được tặng thêm một cái bao da chính hãng nữa. Vậy thì trước hết cái tai nghe này nó sẽ có một vài thông số quan trọng mà các bạn sẽ thấy nó in ngay ở bên ngoài vỏ hộp. Ở đây là sẽ có từ 5 đến 18 tiếng playtime, có Active Noise Cancelling tức là chống ồn chủ động này. Các bạn sẽ có IPX7 khá là cao và khá là ngon. IPX7 ở trên con này thì mình nghĩ là cao và ngon hơn hầu như là các sản phẩm trước đây của Samsung, đặc biệt là tai nghe kiểu như Buds cộng rồi hay là con Buds Live các thứ, thì mình nghĩ là như thế này là ngon, là một cái sự thay đổi rất là đáng khen, một cái điểm nâng cấp mới. Về tai nghe thì mình thấy là cái vỏ cây này nếu mà để nhìn thì cảm giác là không có một cái tí gì khác so với cái vỏ cây của con Buds Live cả, và mình nghĩ rằng là các bạn cầm ra ngoài thì không ai biết đây là cái vỏ con Buds Live hay là vỏ con Buds Pro. Mình nghĩ vậy bởi vì nó chả có một bất kỳ một cái thông tin gì khác. Cầm cái case này thì các bạn sẽ không thấy Pro hơn, mà cái Pro hơn thì nó sẽ nằm ở bên trong. Tai nghe cái vỏ cây này thì mình thấy là được hoàn thiện rất là tốt, vẫn làm theo kiểu dạng sần sần, không bám môi, không bám dấu vân tay. Cái cảm giác trải nghiệm của mình với cái vỏ cây này thì vẫn ngon. Cơ bản là vì nó nhỏ gọn, nó rất là bé, nó chỉ cỡ bằng khoảng hơn hai ngón tay của mình tí, to hơn cái mặt đồng hồ Apple Watch một tí. Gọn, cầm nó cũng nhẹ mà cho túi quần thì cực kỳ dễ. Con này mà cho túi quần kiểu túi quần to như mình thì phải cho được 2-3 con. Và cái vỏ cây này thì mình thấy là hoàn thiện, bản lề các thứ rất là chắc chắn, đóng sắc nét. Mặc dù đây là bản prototype, mình nhấn mạnh đây là bản prototype, tức là bản demo thôi, không phải là bản chính, nhưng mà mặc dù con demo này có lẽ là bị lôi ra lần sờ nhiều, nhưng mà mình vẫn thấy nó hoàn thiện tốt. Tai nghe thì nó có cái nét hơi giống con Buds Live và cũng hơi giống con Buds cộng. Nó là một cái sự lai lai giữa cả hai con. Mặt bên ngoài của faceplate các bạn sẽ thấy là nó giống con Buds Live hơn, nó bóng bóng và nó có một cái giải mic như thế này, trông nó hay hay, nó giống con Buds Live. Ở bên trong thì mình thấy ống nốt rồ dài tương đối đủ, khi mình nhét vào tai thì vào đủ sâu để đảm bảo khi mà mình nghe thì mình cảm thấy chắc chắn. Con này đeo thì mình cảm thấy rất là fit, không có vấn đề gì cả, đeo cảm thấy rất là fit. Và cái thao tác cảm ứng ở bên ngoài, mặt ngoài thì nó rất là nhạy, đây là một điểm mà mình cảm thấy cực kỳ ưng. Cái cảm giác đeo của con này ngoài fit ra thì nó gần như là không có bất kỳ một cái tác động khó chịu nào cả. Đeo trong khoang tai thì mình cảm thấy hoàn toàn thư thái và không có vấn đề gì hết. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thay đổi cái tips này bằng một vài cái tips khác ở trong hộp. Và con tai nghe này thì tương tự như là điện thoại, nó chỉ có mỗi dây cáp sạc mà thôi, kèm với tip. Phần mềm mình sử dụng thì trước hết thì mình thấy là con này phần mềm nó không biết là nên nói như thế nào, bởi vì rõ ràng là Samsung có lẽ đang đi iPhone. Phần mềm ở trên iPhone, mình dùng với iPhone của mình 12 Pro Max thì rất là tệ, là nó không hề có app cho con Buds Pro. Các bạn như hội người mù luôn, kết nối với iPhone, tức là các bạn sẽ phải ngồi đấy mà đoán xem là nó có tính năng gì. Ba cái app chính ở trên iPhone hiện tại đang có là Galaxy Fit, Galaxy Watch để dành cho mấy dòng Gear S và Galaxy Buds. Thì Galaxy Buds bây giờ nó chỉ có hai tùy chọn là dành cho Buds cộng và dành cho Buds Live, không hề có tùy chọn cho Buds Pro. Và muốn sử dụng update nâng cấp phần mềm tính năng mới thì sẽ phải dùng một con Android. Thì chính vì thế cho nên là mình dùng luôn đồng hương cựu đối thủ của Samsung là LG. Kết nối vào thì cài đặt app bình thường, các bạn sẽ phải cài cái app Samsung Wearable của Samsung ở trên cái app sẽ Play. Sau đó là các bạn sẽ cài thêm một cái plugin là Galaxy Buds Pro, các bạn download cái plugin đấy vào thì ở trong cái app đấy nó sẽ được tích hợp cái plugin đấy luôn. Các bạn chọn Buds Pro là các bạn kết nối được. Mình kết nối xong, mình nâng cấp phần mềm lên bản mới nhất thì thấy là nó có thêm tính năng là cân chỉnh tùy chỉnh tay trái tay phải, và ngoài ra nữa thì nó cũng có trợ thính. Các bạn có thể tùy chỉnh một số cái khá là hay, ví dụ như là khi mà các bạn bắt đầu mở miệng nó nói phát thì cái tai nghe nó sẽ lập tức tự động nhận diện là các bạn đang nói chuyện với người khác, và nó sẽ thu bé tí lại nhạc lại và nó sẽ boost lên, nó thu âm thanh môi trường. Cái tính năng xuyên âm nó boost âm thanh lên rất là mạnh, và mình cảm thấy là cái tính năng này nó được cải thiện lên khá nhiều, nó mượt mà và nó hữu dụng. Các bạn có thể tùy chỉnh cái thời gian mà nó giữ cái xuyên âm. Ví dụ các bạn nói một câu hello phát là nó sẽ tự động chuyển sang xuyên âm luôn, đúng không? Nhưng mà nó sẽ giữ ở đấy tính năng xuyên âm này khoảng độ 5 giây, 10 giây hay 15 giây là tùy chọn các bạn tùy chỉnh. Và các bạn cũng có thể tùy chỉnh cảm ứng các thứ luôn. Nói chung là cái phần mềm này mình thấy khá hữu dụng. Chỉ tới mỗi tội là cái giao diện phần mềm thì khá là xấu, xấu hơn tương đối nhiều so với mình sử dụng mấy cái dòng phần mềm của con LG. LG thì mình thấy là cái dòng Tone Free bây giờ cái phần mềm của nó nhìn khá là trực quan. Còn cái mà quan trọng nhất ở đây ấy là cái Chất âm thì chất âm mình sẽ nói ngắn gọn thôi là con này có chất âm fun, giải âm trầm thì sẽ tiến sát tai nghe hơn, giải mid và giải trap thì nó tiến xa hơn. Và cái giải trap thì mình thấy nó chưa bay bổng cho lắm. Tất nhiên các bạn lưu ý rằng là cái sản phẩm mình đang làm đây là một sản phẩm demo, cho nên là hiển nhiên là nó sẽ không thể, có thể là nó không đúng được như là các bạn nghe ở bên khi mà các bạn mua một sản phẩm retail chính hãng, thì dẫu sao đây chỉ là demo thôi. Và đây là cái cảm nhận mới của mình. Mình muốn nghe kỹ hơn nữa để mình sẽ làm một đánh giá chi tiết sâu hơn về chất âm. Còn hiện tại thì đấy là những cái gì mà mình mới cảm nhận về Galaxy Buds Pro. Các bạn muốn một cái chất âm fun fun, kết nối phần mềm tốt, nhiều tính năng hữu dụng, và các bạn thích nghe tạp, nghe bass bùng các thứ mà không quá quan trọng về giải trap, nó phải thật sự là sparkle, thì đây là một chiếc tai nghe mình nghĩ là phù hợp. Và mình xin được nhắc lại là hiện tại Samsung S đang có chương trình đặt trước Samsung Galaxy Buds Pro với quà tặng là bao da chính hãng, đồng thời là giảm giá 20% thông qua Galaxy GIFT. Bạn nào có quan tâm thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả nhé. Mình nghĩ là nó đắt sẵn ra miếng đấy, nó ok, tính năng chống ồn các thứ hoàn thiện thì vẫn rất là ok. Đường link mua hàng mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Còn video này là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.